Sau tăng trưởng đột phá trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chứng kiến sự sụt giảm trong vài tháng trở lại đây. Các doanh nghiệp ngành gỗ cần phát huy sự chủ động, xây dựng kịch bản phát triển thích ứng với diễn biến dịch COVID-19. Hôm nay mùng 7 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp trực tuyến với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Gặp nhiều khó, KHNDT bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, chế biến của các doanh nghiệp ngành gỗ. Đặc biệt tại khu vực phía Nam, nơi tập trung trên 70% tổng số doanh nghiệp ngành gỗ, với giá trị xuất khẩu chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của cả nước. Tại cuộc họp, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, kết quả khảo sát nhanh của các hiệp hội địa phương vào trung tuần tháng 8 năm 2021 đối với 360 doanh nghiệp tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Định cho thấy có trên 50% doanh nghiệp dừng sản xuất. Những doanh nghiệp còn hoạt động cũng chỉ duy trì được khoảng 50-60% số lao động công suất giảm từ 30 đến 50% so với điều kiện bình thường. Trong khi đó, chi phí để duy trì sản xuất theo phương thức 3 tại chỗ đã tăng khoảng 20 đến 30%. Tỷ lệ lao động ngành gỗ được tiêm vaccine rất thấp. Điển hình như ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định là những địa phương thuộc vùng dịch, nhưng đến cuối tháng 8 năm 2021 mới có khoảng 15 đến 20% người lao động được tiêm vaccine. Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng cho biết Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên trong 3 tháng gần đây, trị giá xuất khẩu đã giảm đáng kể. Riêng tháng 8 năm 2021 ước giảm hơn 22% so với tháng 7 năm 2021, ông Nghĩa nhấn mạnh. Thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục phối hợp nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ. Đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi các quy định pháp luật để kịp thời phát hiện và thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Nghĩa chia sẻ với các doanh nghiệp, chủ động xây dựng kịch bản phát triển, thích ứng với diễn biến dịch. Trong những tháng cuối năm, dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nếu không có sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, người lao động thì ngành chế biến, xuất khẩu lâm sản khó đạt được mục tiêu xuất khẩu 14,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ông Điền Quang Hiệp Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản tỉnh Bình Dương đề nghị nâng hạng ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động ngành gỗ từ vị trí 13 lên mức 8 trong bảng ưu tiên tiêm vaccine của Bộ Y tế, đồng thời tạo điều kiện nhanh nhất và đảm bảo nhu cầu tiêm vaccine cho công nhân ngành gỗ. Theo đó, ưu tiên tiêm phòng cho tất cả lao động trong vùng dịch và các nhà máy đang duy trì sản xuất cả ở trong và ngoài các khu công nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và Lâm sản Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến cần có lộ trình và chính sách hỗ trợ thống nhất giữa các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm để xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển. Cần có chính sách giảm chi phí, bảo hiểm xã hội, thuế và lãi suất ngân hàng. Tôi cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến nguồn tài chính hỗ trợ mới với những doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của đại dịch để có thể phát triển và nắm bắt cơ hội, tiếp tục hướng đến mục tiêu là nguồn cung ứng mặt hàng gỗ nội thất lớn của thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, bộ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đồng thời mong muốn các doanh nghiệp phát huy sự chủ động xây dựng kịch bản phát triển thích ứng với diễn biến dịch theo đó kịch bản hướng đến việc không chỉ giữ các thị trường xuất khẩu truyền thống mà còn đảm bảo các đơn hàng của đối tác từ nay đến cuối năm cũng như sang năm sau vừa đảm bảo sản xuất đảm bảo an toàn vừa tận dụng những lợi thế cơ hội mở rộng thị trường toàn cầu và có nhu cầu cao về đồ gỗ như hiện nay thứ trưởng lê quốc danh cho rằng nhân đây chúng ta có cơ hội để nhìn lại quá trình hoạt động từ đó đúc kết các kinh nghiệm để sau này hoạt động của từng doanh nghiệp sẽ tốt lên với những bài học từ quản trị, quản lý ở thời điểm đặc biệt này.